căn nhà với giá 2,750 tại khu vực Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, cách trung tâm Nha Trang chỉ hơn 5 km thôi. Và bây giờ mọi người hãy theo chân Văn để khám phá ngôi nhà ngày hôm nay của Văn giới thiệu đến mọi người nhé. Bây giờ mọi người cùng theo chân Văn đi vào căn nhà. Và đây là căn nhà ngày hôm nay Văn muốn gửi đến. Ở video lần trước Văn đã có quay về ngôi nhà này rồi. Và ngày hôm nay thì Văn sẽ quay lại để cho mọi người thấy chi tiết căn nhà hơn. Tại vì hôm trước thì khá là đông nên là Văn sẽ giới thiệu. Thì ngôi nhà với tổng diện tích sẽ là 85,6 m² tại đường Gò Chùa, Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Và trục đường phía trước sẽ là trục đường bê tông 5 m nha quý cô chú anh chị. Và ngoài đặc điểm của ngôi nhà là nhà mới xây thì hai bên phía sau của căn nhà đều có những cái ngôi mộ ở phía sau. Và nếu mà mọi người không e ngại thì mình có thể tới xem cái căn nhà này một lần để mình có thể xem tìm hiểu qua những gì Văn giới thiệu đến mọi người. Vì cái khoảng đất, cái khu vực ở đây á, do hồi xưa vẫn là chôn tại đất ở, nên là hiện tại bây giờ là xung quanh cái khu vực đây á, thì vẫn còn những ngôi mộ xung quanh nhà như thế này. Nhưng mà mặc độ dân số tại cái khu vực Văn đang đứng thì cũng khá là đông, thì người dân vẫn ở đây và không e ngại điều gì. Tuy nhiên thì Văn cũng muốn gửi đến mọi người là để cho mọi người nắm rõ là nói chung là ở phía sau lưng nhà là nhà sẽ có mộ nha quý cô chú anh chị. Ngôi nhà ở thế đất khá là cao ráo và mọi người hãy theo chân Văn để cùng mình xem lại tổng quan về ngôi nhà với diện tích sẽ là 85,6 m², được kết cấu một trệt lầu, 3 phòng ngủ, sẽ có một phòng ngủ ở tầng trệt thích hợp cho những gia đình có những người lớn tuổi. Ngôi nhà này thì lúc đầu sẽ có giá là 2,9 tỷ, sau đó là chị chủ cần tiền nên là hạ tiếp tục, còn hiện tại cái giá bây giờ là 2,750 tỷ. Thì mọi người cứ đi xem cái ngôi nhà này và mình sẽ đưa ra những cái quyết định về giá, thì Văn sẽ giúp mọi người kết nối với chị chủ để làm giá thích hợp để mọi người sở hữu cái căn nhà như ngày hôm nay Văn giới thiệu đến mọi người. Từ vị trí của ngôi nhà ngày hôm nay Văn gửi đến ra đường trung tâm của xã Vĩnh Thạnh thì hơn 300 m. Nhưng mà có một nhược điểm mà Văn cũng muốn gửi đến mọi người, tại vì khi mà Văn gửi đến một cái căn nhà gì đó thì cái đường đầu vào mà cái mỗi lần ở tình trạng Nha Trang thì vào rơi vào tầm tháng 10 âm lịch thì sẽ mưa rất là to và có hay có những lúc là xả đập. Thì khu vực này là cái đầu đường Gò Chùa mà ngay chỗ gần Ủy ban đi vô á, nó sẽ ngập nước nha mọi người. Thì cái khu vực ở trong này á, thì ít ngập, nhưng mà cái đầu đường để vô á, là sẽ ngập. Mọi người hãy cứ tham khảo và tùy vào sở thích của từng người. Và bây giờ mọi người hãy đi tham quan căn nhà này ngày hôm nay của Văn. Ở một phòng ngủ thì gia chủ đã thiết kế tủ giường liền tường luôn, nên là gia chủ sẽ để lại nội thất cho mình. Bây giờ thì mọi người hãy lên tầng trên với Văn. Ở đây thì cầu thang sẽ được ốp gạch trắng, xong sẽ là sân nhôm nha mọi người. Đây
đây là một phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Căn phòng ngủ này thì hiện tại thì không có người ở nên là để đồ dùng, nên là Vân sẽ quay một góc cho mọi người thấy. Đây là khu vực ban công và cũng là cái phòng ngủ rộng ở trên tầng, sẽ view là view trực diện. Cái cảm giác nó khá là thích cái kiểu mà trước nhà mình có một cái bồn bông hoa như thế này đúng không mọi người?